Các bạn đang nghe chuyện ngôn tình Hà Môn Kinh Mộng Hài Khí Ước Danuku Le Le tại kênh YouTube Người Đứng Trong Gió, giọng đọc Bảo Anh. Tập 31. Kế hoạch của Giàng Bạc Viễn là ở cổ trấn 2 ngày, sau đó sẽ bay sang Thụy Sĩ. Chàng Lã Thần không có ý kiến gì, căng thẳng thế nào thì sớm hay muộn cũng phải đến gặp bà mẹ chồng. Sáng sớm hôm sau, chàng Lã Thần lên theo mẹ đi chợ mua đồ. Giữa trưa, hai mẹ con mới gấp gáp về nhà. Ông chàng thì đang ở trong bếp nấu ăn khí thế, còn Giàng Bạc Viễn thì ngồi ngoài sân che củi. Một số hộ gia đình ở cầu trấn vẫn duy trì thói quen nấu củi. Nấu củi thì thức ăn nấu sẽ ngon hơn, hơn nữa không ô nhiễm không khí nhiều lắm. Đống củi đều là gỗ thổ tích lũy nhiều năm, mùa đông che già để đốt, còn mùa hè thì đi nhặt thêm cành khô là dùng được. Sau cơn mưa đêm qua, khoang chân dần thật trong lành mát mẻ. Buổi trưa còn có lớp sương mù mỏng chưa tan hết. Không biết con chó nhỏ nào của nhà nào lại chạy đến ghé vào chân Giàng Mạc Viễn nhìn anh che củi. Anh ngồi trong sân, tay áo xắn tùy tiện lên, lộ ra cánh tay rắn chắc màu lúa mạch. Vùng búa mạnh mẽ bổ xuống, khiến khung gỗ biến thành hai nửa. Sau khi bà chàng thấy thế bèn chạy nhanh đến. Sao, con có thể làm chuyện này chứ? Ông già này cũng thiệt là... Không sao mà mẹ, con cũng nhàn rỗi mà. Giàng Mạc Viễn cười nói. Mẹ phải đi nói chuyện với bà con mới được. Bà chàng hùng hổ đi vào nhà. Trong sân chỉ còn lại Giàng Mạc Viễn và chàng Noãn Thần. À, còn chú chó nhỏ nữa chứ. Sương mù bị ánh nắng ở trần dần trời dần dần tan đi. Chàng Noãn Thần bước đến nhìn anh. Tôi có thể giúp anh làm gì? Cô lại nghĩ đến dáng vẻ lần trước anh rách nước, không thể không nói. Người đàn ông khi làm công việc tay chân còn có một phòng vị khác. Giàng Mạc Viễn mỉm cười. Rót nước cho anh đi. Ừ. Cô chạy vào nhà, chốc lát liền cầm chén nước ra đưa cho anh. Là nước ấm đó, trời lạnh uống nước ấm rất tốt. Cảm ơn em. Giàng Mặc Biến đưa tay nhận lấy uống cạn sạch. Trên trán rộng của anh nhuốm chút mồ hôi là kết quả của việc chè củi vào buổi sáng. Giàng Mặc Biến giờ đây lộ ra chút khí chất quê mùa khác hẳn với thường ngày. Không ôn hòa nhã nhặn như bình thường, trông phóng khoáng như một người đàn ông ở vùng quê. Nhìn rồi lại nhìn, cô bất giác giơ tay lau mồ hôi trên trán anh. Có lẽ anh thấy nóng lắm. Giàng Mạc Viễn không ngờ cô sẽ hành động như vậy, hơi giật mình nhưng cũng rất nhanh mỉm cười. Cô cũng khẽ mỉm cười. Sân bay quốc tế Zurich. Sau khi xuống máy bay, chàng Lãn Thần hít một hơi thật sâu, không khí lành mạnh tươi mát. Thụy Sĩ, cô lại có thể đặt chân đến nơi đây. Sau khi ở cổ trấn 2 ngày, từ ngày thứ ba cô liền cùng Giàng Mạc Viễn rời khởi hành đi châu Âu. Chàng Noãn Thuần chưa từng đến châu Âu. Thật ra cô vẫn luôn đến muốn đến Thụy Sĩ. Thụy Sĩ trong ấn tượng của cô hẳn là một vùng trắng xóa như tuyết. Các trấn nhỏ cổ kính, người đi đường đều ăn mặc kín kẽ, giống hệt như miêu tả trong tiểu thuyết và mấy bộ phim. Nhưng khi xuống máy bay cô mới biết vẻ đẹp của Thụy Sĩ vượt xa tưởng tượng của cô. Zurich, trong thành phố giàu nhất châu Âu. Nói nó là thành phố quốc tế hóa cũng không ngoa. Thành phố giàu có này nằm ở phía bắc dãy núi Alps, là trung tâm thương mại quan trọng nhất của châu Âu, là đầu mối giao thông đường thủy và đường hàng không then chốt, là trung tâm tài chính quan trọng nhất của tới Âu. Thành phố này có mấy trăm ngân hàng, nhiều hơn phần nửa số ngân hàng của các nước bên ngoài, được người trên thế giới gọi là thành phố triệu người giàu của châu Âu. Nhưng trái ngược hoàn toàn chính là một thành phố được toàn cầu chú ý tới lại là những trấn nhỏ bình yên, vô cùng khiêm tốn. Dân cư toàn Zurich chưa đến 400.000 người. Diện tích cũng không thể so sánh với Bắc Kinh, Paris là và các thành phố khác. Đây là một xứ sở thần kỳ, tập hợp tài phú cùng nội liễm. Chàng Đoạn Thần có thể liên tưởng đến khí chất nội liễm của Giàng Mạc Viễn có lẽ có liên quan chặt chẽ tới nơi này. Sân bay Zurich tọa lạc ở phía đông bắc nội thành, sau khi hai người xuống phi cơ lên ra cửa. Một người đàn ông châu Âu trung niên bước vội đến, trên mặt Giàng Mạc Viễn chứa vẻ cười, cũng bước nhanh đến ôm chầm lấy bác ấy. Hai người nói với nhau vài câu bằng tiếng Pháp. Chàng Lãn Thần không hiểu hai người nói gì, chỉ thấy họ luôn mỉm cười. Nhiệt độ ở Thụy Sĩ lạnh hơn nhiều so với Bắc Kinh, và lại còn khác múi giờ, cô có vẻ không tập trung tinh thần lắm. Nhưng Giàng Mạc Viễn nhanh chóng dắt tay cô giới thiệu một câu với người nọ.
đây là bà xã cháu, chàng Noãn Thuần. Sau đó anh lại nói, chàng Noãn Thuần, đây là bác quản gia, gọi bác ấy là Pori là được rồi. Chàng Noãn Thuần mỉm cười với Pori, trong lòng trái lại hơi ngạc nhiên, thời đại nào rồi còn có quản gia. Đầu tiên Pori mỉm cười nhìn giảng Mạc Viễn, sau đó chuyển sang nhìn chàng Noãn Thuần. Nào ngờ vừa nhìn thoáng qua một cái, nụ cười trên mặt liền sượng cứng. Chàng Noãn Thuần ngạc nhiên, sao vậy nhỉ? Giảng Mạc Viễn lại ôm lấy cô, nhìn Pori nói thêm, đi thôi. Lúc này Pori mới hoàn hồn, liên tục gật đầu, đi trước dẫn đường. Sông Limát của Rurik làm ra làm hai, một bên là thành phố mới, một bên là thành phố cổ kính. Sau khi tiến sâu vào nội thành, ấn tượng trước đó của chàng Noãn Thuần đối với Thụy Sĩ lại có chuyển biến lớn. Tuy rằng là thành phố nhiều tuyết, nhưng đường phố lại sạch sẽ như gương. Trước kia, cô vẫn luôn nghĩ Rurik chính là thủ đô của Thụy Sĩ, bởi vì nó có nhiều nhà tư bản cao ngạo, đủ để thành một thủ đô. Nhưng sau mới biết là không phải. Pori vừa lái xe vừa nhiệt tình nói chuyện huyền thuyền gì đó, chàng Noãn Thuần nghe không hiểu nên luôn giữ im lặng. Giảng Mạc Viễn thì lại bật cười, gõ gõ lưng ghế nhắc nhở Pori làm ơn nói tiếng Anh. Chàng Noãn Thuần có chút xấu hổ, cô biết ở những nước châu Âu không phải ai cũng biết tiếng Anh, còn tiếng Pháp của cô thì dốt đến nỗi chỉ biết chào buổi sáng mà thôi. Pori trái lại không phản đối, lại dùng một thứ tiếng Anh mang sặc mùi châu Âu huyền thiền tiếp. Lúc này chàng Noãn Thuần mới hiểu bác ấy đang giới thiệu phong cảnh Zurich với cô. Xe chạy chậm rãi trên đường giá nhỏ hẹp, uốn lượn xuyên qua kính xe, chàng Noãn Thuần cảm thấy rất hiếu kỳ. Hóa ra xem Zurich như một thành phố ngàn hòa cũng không quá. Xe chạy bằng qua những con đường đều là có thể nhìn thấy vườn hoa được cắt tỉa tỉ mỉ khắp mọi nơi. Giảng Mạc Viễn nói với cô, hiện giờ họ đang ở trong thành phố cổ của Zurich. Thành phố này được trải dài dọc theo sông Limmat, mà sông Limmat là từ hồ Zurich chảy ra, tiện đà chia cắt thành phố này. Chàng Noãn Thuần nhìn mà hai mắt sáng ngời, khuôn mặt nhỏ kề sát vào kính xe. Cô xem thỏa thuê những tòa kiến trúc có lịch sử lâu đời, khắp nơi đều lưu trữ không khí thời cổ trung cổ nồng đậm. Đó chính là chuỗi ô cửa sổ kính của Changan, đúng không? Khi nhìn thấy cảnh tượng quen thuộc trong phim, cô hưng phấn kéo Giảng Mạc Viễn qua nói, à, trên tường còn có tranh bích họa nữa kìa. Giảng Mạc Viễn mỉm cười làm hướng dẫn viên cho cô. Trên đường xe họa biểu diễn, xe chạy chậm ngang qua lên xem rất kỹ. Chàng Noãn Thuần tràn trề hứng thú, lúc băng qua giáo đường, cả thành phố vang lên tiếng nhạc du dương dạt dìu. Sao lại có tiếng nhạc vậy? Cô tò mò, Giảng Mạc Viễn mỉm cười nhìn cô, ôm lấy cô. Bởi vì tròn một giờ rồi, ở Zurich, mỗi khi đủ một tiếng đồng hồ sẽ vang lên tiếng nhạc. Đúng là một thành phố lãng mạn. Chàng Noãn Thuần càng thêm hào hứng. Giảng Mạc Viễn thấy bộ dạng nóng lòng muốn thử của cô thì nghĩ nghĩ rồi nói, có muốn xuống đi xe đi bộ một chút không? Chàng Noãn Thuần hai mắt sáng lên, gật đầu lìa lịa. Dáng vẻ của cô làm Giảng Mạc Viễn buồn cười, anh quay đầu nói với Pori một câu. Ai ngờ Pori lắc mạnh đầu nói, như vậy không được, ông bà chủ đều đang chờ cậu, nếu về trễ hai người họ sẽ không vui. Chàng Noãn Thuần ngần ra, Pori nói những lời đó bằng tiếng Anh, hiển nhiên là nói cho cô nghe. Giảng Mạc Viễn nhíu mày, dừng xe. Giọng điệu hơi lạnh một chút, Pori ra vẻ khó xử. Sau khi chàng Noãn Thuần thấy thế bèn lên tiếng hòa giải, chúng ta còn ở Thụy Sĩ lâu mà, không vội đâu, vẫn nên về nhà trước đi. Đúng vậy, ông bà chủ đang đợi. Pori cũng nói. Chân mày Giảng Mạc Viễn nhíu chặt, hồi lâu mới thản nhiên nói, đi thôi. Xe tiếp tục tiến về phía trước, bên ngoài xe vẫn náo nhiệt như cũ. Nhưng chàng Noãn Thuần đã mất đi hứng thú, cô nhạy cảm phát hiện Giảng Mạc Viễn ngày càng lặng lẽ, vẻ mặt cũng ngày càng nghiêm nghị. Trong lòng cô cũng bắt đầu cảm thấy bất ổn theo. Rốt cuộc cha mẹ anh là người thế nào? Thông qua lời nói của bác quản gia Pori, không khó phát hiện cha mẹ anh chắc là người rất nghiêm khắc. Thậm chí cô có thể cảm nhận được Giảng Mạc Viễn cũng không muốn trở về nhà. Cô chưa từng nghe anh nói tình hình trong nhà mình bao giờ, càng là thế thì cô càng tò mò.
xe chạy càng lúc càng xa, rời xa khu vườn hoa đồ thị. Cô không nén được hạ giọng hỏi, có phải ba mẹ anh rất khó gần hay không? Nói xong lời này, Trang Lạc Thần vốn nghĩ anh sẽ mỉm cười sửa lại xưng hô của cô, nhưng Giả Mặc Viễn không có, anh vẫn cứ duy trì im lặng, ánh mắt cũng u ám đi rất nhiều. Chàng Lan Thuần cảm thấy là bản thân nói sai, cũng không dám hỏi nhiều. Chàng được bao lâu, Gia Mặc Viễn lại ôm cô, nhìn cô rất lâu mới dịu dàng nói. Không sao, chẳng qua chúng ta chỉ đến để chào hỏi thôi mà. Chàng Lan Thuần nghe thì thấy rất lạ, anh cũng không nói thêm gì nữa, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô. Chương 11, nhà họ Giang. Một biệt thự cổ kính có vườn hoa tràn ngập hương vị thời Trung Cổ. Nếu tọa lạc ở Trung Quốc, nhất định sẽ khiến người xem phải tặc lưỡi. Còn ở ngày Thụy Sĩ ngược lại trông rất hòa hợp. Ở thành phố này, những ngôi nhà có kiến trúc như thế rất nhiều. Nhưng diện tích khổng lồ của nó lại làm cho chàng Noãn Thần phải hết hồn. Bởi vì xuống máy bay đã là xế chiều, khi về đến nhà sắc trời đã tối. Băng qua rừng cây, không xa là khu biệt thự, nhà cửa không nhiều lắm, nhưng chỗ nào cũng đèn đuốc sáng choang. Lúc cổng lớn biệt thự từ từ mở ra, chàng Lãn Thần còn tưởng nhầm là một cung điện thời Trung Cổ. Một đài phun nước cùng pho tượng thật lớn, cao gần 10 mét, phóng tầm mắt xa xa là một khu vườn rộng. Xa hơn nữa là biệt thự chính, hai bên còn có bãi cỏ. Mùa này đương nhiên là xanh tươi tốt, không khó tưởng tượng bất cứ lúc nào cũng có thể thay đổi mặt cỏ. Đủ thấy xa xỉ biết bao. Nhà anh rốt cục là kinh doanh gì vậy? Cô nhìn mà choáng váng, thậm chí còn có xúc động muốn bỏ chạy. Chỉ cần nhìn vào hoàn cảnh xung quanh, không có tưởng tượng gia cảnh giàu sang của anh. Giảng Mạc Biến không đáp, chỉ kéo tay cô dịu dàng nói. Không sao đâu, đừng căng thẳng quá. Cô thở dài, không căng thẳng mới là lạ đó. Xuống xe, không có màn nghênh đón khoa trường như trong tưởng tượng, chàng Lan Tuần đứng trước một biệt thự đồ sộ như vậy, đột nhiên lại liền tưởng đến một cảnh tượng. Giờ khắc này, chắc là có một nhóm nữ đang mặc trang phục thời Trung Cổ bước ra, ai cũng cung kính cúi gặp người, giống như trong phim vậy. Thực tế thì, bên ngoài biệt thự rất lạnh lẽo và yên tĩnh, bên trong ngược lại tràn ngập ánh đèn xa hoa. Gia Mặc Viễn không lập tức vào nhà, đứng trên bãi cỏ im lặng nhìn vào trong hồi lâu, gương mặt anh Tuấn rõ ràng lộ vẻ nghiêm nghị. Chàng Lan Thuần hơi bất an, không biết rốt cục sao lại cảm thấy thế, chỉ là lo trong lúc băn khoăn, Pori kéo hành lý trong xe bước xuống, lên khẽ nói. Vào thôi, ông bà chủ đều đang chờ cậu. Ánh mắt Gia Mặc Viễn càng âm trầm hơn, quay đầu nhìn Pori. Bỏ hành lý lại cốp xe đi. Dạ. Pori ngạc nhiên. Tối nay cậu không ở nhà à? Chàng Loan Thuần cũng nhìn anh đầy nghi vấn. Đôi mẹ anh xe qua chút hậm hực thản nhiên nói. Cháu nghĩ không có ai hoan nghênh cháu ở lại đâu. Nói xong đưa tay về phía chàng Loan Thuần. Vào thôi em. Chàng Loan Thuần vô thức đưa tay ra nắm lấy tay anh, trong lòng âm ỉ bất an. Thiết kế nội thất biệt thự cũng giống như trong tưởng tượng, lộ ra vẻ xa hoa hoài cổ. Nếu không phải người làm đều mặc trang phục hiện đại, Trang Lan Thần sẽ nghĩ mình đã xuyên không đến cung điện châu Âu cổ đại rồi. Chân cửa sổ sát đất cao ngất khiến Trang Lan Thần cảm thấy bị áp lực quá mức. Nơi này tuy rằng sang trọng nhưng lại thiếu hơi ấm người. Tuy rằng người hầu không ít nhưng ai cũng nhất mực cung kính, hệt như người máy. Chàng Lãn Thuần quay qua nhìn Giảng Mặc Viễn bên cạnh, lại phát hiện sắc mặt của anh cũng có vẻ nặng nề. Tôi còn tưởng anh vĩnh viễn sẽ không bước vào nhà này nữa. Một tiếng nói nghiêm khắc từ trên cao vọng xuống, lạnh băng, đủ quyền uy bằng tiếng Trung. Tiếng nói đột nhiên phát ra khiến chàng Lãn Thuần hết hồn, nhìn về phía phát ra tiếng nói, một người đàn ông đang chậm rãi đi từ trên cầu thang xuống. Trông ông khoảng hơn 60, nhưng dáng người lại rất cao ráo, đôi mắt có vài điểm tương đồng với Giảng Mạc Viễn. Không cần đoán cũng biết, ông hẳn là ba anh. Quả nhiên, Giảng Mạc Viễn khẽ gọi một tiếng bà, thái độ kính trọng rất xa cách. Chàng Loan Thuần cẩn thận quan sát bà của Giảng Mạc Viễn, cũng là bà chồng cô. Trong mắt ông là sự nghiêm khắc, không nhìn ra được chút vui vẻ nào khi gặp lại con trai. Ánh mắt lạnh lùng còn sâu thẳm hơn cả Giảng Mạc Viễn. Thế nhưng, Trang Lan Thuần càng nhìn người này thì càng thấy quen. Hình như đã nhìn thấy ở đâu đó,
nhưng có lẽ đã thấy quá nhiều người nên nhất thời cô không nghĩ ra. Ông Giang dừng bước ngay ngưỡng cầu thang, thản nhiên nhìn lướt qua Giang Mạc Viễn. Khi ánh mắt dừng lại trên người chàng Loan Thần, ánh mắt đột nhiên lại càng thêm lạnh lẽo. Chàng Loan Thần hết hồn, lùi về phía sau theo bản năng. Giang Mạc Viễn đưa tay ôm cô lại, nhìn bà cô rồi nói: "Con kết hôn rồi, cô ấy là vợ con, chàng Loan Thần." Ông Giang vẫn không nói gì, chàng Loan Thần tựa vào lòng Giang Mạc Viễn vô thức nhìn qua, lại kinh ngạc phát hiện ông đang quan sát chính mình. Ánh mắt thế này gần như chất chứa thù hận. Cô bị cái từ đột nhiên lóe lên trong đầu này làm cho hoảng sợ. Thù hận ư? Cô cùng nhà họ Giang ở tận châu Âu có thể có thù hận gì chứ? Thật lâu sau đó, ông Giang mới lên tiếng: "Anh về chính là muốn nói cho tôi và mẹ anh biết tin tức này à?" "Đúng," Giang Mạc Viễn đáp. Ông Giang cười lạnh: "Giỏi lắm, thật sự thì lần này anh về cũng chỉ uổng công vô ích." "Nếu bà cho rằng như vậy, còn chấp nhận." Giang Mạc Viễn hở hững nói, sắc mặt của ông Giang càng thêm lạnh lùng. Lúc bầu không khí đang từ từ đóng băng, lại có tiếng phụ nữ vang lên, nhưng là vô cùng kinh ngạc. "Mạc Viễn, con dẫn ai về vậy?" Lòng chàng Loan Thần lại giật thót, người nhà này sao giống như hồn ma dọa người vậy. Ngẩng đầu lên, cô nhìn thấy một thiếu phụ, thời gian hầu như không lưu lại dấu vết già nua trên người bà. Bà xinh đẹp khiến người khác không thể không ngắm nhìn, tào nhã đoan trang, dáng người uyển chuyển, chỉ đứng ở đó thôi cũng tàn mát ra thứ khí chất cao quý sang quyền kia. Giang Mạc Viễn chỉ gọi một tiếng mẹ, sau đó lại giới thiệu chàng Loan Thần lần nữa. Chàng Loan Thần mở to mắt nhìn người thiếu phụ đang đến gần cô. Ông trời cũng quá thiên vị bà rồi, đã là mẹ của người con trai lớn như vậy nhưng bà có thể giữ gìn nhan sắc như phụ nữ mới ngoài 30. Chỉ tiếc người mẹ chồng này của cô dường như không mấy thân thiện. Sau khi dừng bước ở cách đó không xa, liền chỉ vào chàng Loan Thần nói: "Cô lại đây." Chàng Loan Thần sững người. Giang Mặc Biến vỗ nhẹ tay cô, ý bảo cô tiến lên. Căng thẳng nuốt nước bọt, cô vẫn cố gắng tiến lên. Nói thật, cô có chút không quen khi tiếp xúc với phụ nữ quá đẹp. Hết thảy phụ nữ đẹp đều có loại khí chất cao ngạo bẩm sinh, càng miễn bàn đến hàng quý bà thế này. Ngón tay nắm chặt, chậm rãi đi đến. "Cô chính là vợ của con trai tôi à?" Giọng điệu của bà Giang cũng lạnh lẽo âm trầm. Chàng Loan Thần cảm thấy lạnh sống lưng, người nhà này bị gì vậy trời? Hít sâu một hơi, vẫn nhẹ nhàng gật đầu một cái, nhưng trước sau vẫn không gọi ra được chữ mẹ. Bà Giang cũng quan sát cô cả buổi, sau đó quay đầu lại nhìn về phía Giang Mạc Biến, nói một câu suýt làm chàng Loan Thần phải kêu lên: "Mẹ không chấp nhận nó bước vào nhà của họ Giang. Mạc Biến, ngày mai ly hôn với nó ngay." Chàng Loan Thần ngạc nhiên, gương mặt nhìn bà Giang. Bà Giang cũng nhìn cô, ánh mắt bắn ra thù hận không khác gì ông Giang. Giang Mạc Viễn chậm rãi tiến lên, ung dung ôm chàng Loan Thần vào lòng, nhìn về phía bà mẹ anh bằng ánh mắt kiên định. "Xin lỗi, để bà mẹ phải thất vọng rồi, còn cưới cô ấy, không hề nghĩ đến chuyện ly hôn." "Mạc Viễn, con hồ đồ rồi." Bà Giang đột nhiên cao giọng. "Mẹ à, con rất tỉnh táo để biết bản thân đang làm gì." Giang Mạc Viễn đối diện với bà. "Con tỉnh táo ư? Con tỉnh táo sẽ không cưới nó." Giọng nói của bà Giang lạnh lẽo vô cùng. Chàng Loan Thần nghe mà trong lòng phát run, bất giác dán sát vào người Giang Mạc Viễn. Ở một nơi xa lạ thế này, đối mặt với những người xa lạ, Giang Mạc Viễn là nơi nương tựa duy nhất của cô. Giang Mạc Viễn lại không thèm để ý tới lời nói của mẹ mình, bình tĩnh nói: "Tóm lại, lần này con về chẳng qua muốn báo với bà mẹ một tiếng là con đã kết hôn." "Nói vậy, con sẽ không thay đổi ý định." Bà Giang tức giận đến toàn thân phát run. "Đúng." Lời nói của anh chắc nịch rơi vào tai chàng Loan Thần lại lặng tựa đá tảng đá. "Được lắm, vậy từ nay về sau con đừng bước vào cửa nhà này nữa." Bà Giang tức giận xoay người bỏ lên lầu. Chàng Loan Thần kinh hãi nhìn theo, kéo kéo ống tay của Giang Mạc Viễn. Anh lại nhìn cô mỉm cười an ủi. Lúc nhìn về phía ông Giang, vẻ mặt lại khôi phục bình tĩnh. "Bà, những lời còn cần nói đã nói xong, chúng con đi đây." Nói xong, cánh tay chàng Loan Thần xoay người muốn đi. Sau lưng tiếng nói của ông Giang vang lên:
Người cũng phải rồi, cho dù muốn đi ít nhất cũng phải dùng bữa tối rồi hẳn đi. Giang Mặc Viễn dừng bước. Pori, chuẩn bị bữa tối xong chưa? Ông Giang hỏi. Dường như Pori đã sớm dự đoán được bầu không khí trong nhà sẽ biến thành thế này. Bác ấy chẳng chút nào kinh hoàng, ung dung đáp. Đã chuẩn bị xong rồi. Dùng cơm thôi. Ông Giang thản nhiên nói. Bữa tối, bất ngờ toàn những món ăn Trung Quốc, sắc hương vị đều có đủ, chỉ tiếc rằng bầu không khí không được tốt lắm. Từ trước đến giờ, Trang Nam Thần không tưởng tượng được ngồi ngồm trên một cái bàn dài gần 5 mét, ăn cơm sẽ có cảm giác thế nào. Cô từng nhìn thấy cảnh này trên truyền hình, nhưng có rất nhiều người và cũng rất náo nhiệt. Giờ phút này, chỉ có ba người họ ngồi dùng cơm. Ông già ngồi ở vị trí chủ tọa, Giang Mặc Viễn cùng cô ngồi ở vị trí bên trái. Bên phải trống không, may mà không có tiếng nhạc ồn ào, nếu không nói chuyện thì cũng không nghe được bất cứ âm thanh nào. Ba người đang im lặng ăn cơm, cả phòng ăn rộng lớn yên tĩnh đến giận người. Thỉnh thoảng, Trang Nát Thần làm phát ra tiếng va chạm của bộ đồ ăn, tiếng vọng lại trong không gian cũng đủ vang dội. Ông Giang sẽ ngẩng đầu nhíu mày nhìn cô xấu hổ. Giang Mặc Viễn thì không nghĩ vậy, chỉ mỉm cười giúp cô gắp thức ăn. Không thể trách cô, chỉ cách cái bàn ăn quá lớn, cô là người tham ăn, nhiều thức ăn cô lại không với tới. Lúc ăn được nửa chừng, ông Giang rốt cuộc cũng lên tiếng. Ba mẹ của cô chàng vẫn khỏe chứ? Chàng Noãn Thần nhanh chóng buông bộ đồ ăn xuống, cùng kính đáp. Dạ khỏe. Một tiếng cô chàng hoàn toàn lộ vẻ xa cách, rõ ràng ông xem không xem cô là con dâu. Ba mẹ của cô chàng làm nghề gì? Ông Giang lại hỏi. Trước kia bà còn từng đi lính, sau đó được điều đến phía Nam làm viện binh. Mẹ còn làm giáo viên ở cổ trấn, nhưng hiện giờ ba mẹ con đều về hưu cả rồi. Chàng Nãn Thần cố gắng để lời nói của mình trở nên trang trọng một chút. À, hóa ra bà cô đừng đi lính, binh chủng gì? Dường như ông Giang cảm thấy hứng thú, chàng Nãn Thần nghĩ. Nghe bà còn nói là không quân. Năm nào? Chàng Nãn Thần hơi ngạc nhiên lắc đầu. Con không rõ lắm. Thuộc đơn vị nào? Ông Giang lại hỏi. Bình thường bà còn rất hiếm đề cập đến chuyện này. Con chỉ biết bà còn được gọi nhập ngũ ở Bắc Kinh. Bà còn là người Bắc Kinh. Chàng Nãn Thần trong lòng ảo não. Sớm biết ba chồng cô thích nói chuyện này thì cô đã hỏi bà mình nhiều hơn rồi. À, ông Giang ra vẻ đăm chiêu nghĩ nghĩ. Dựa theo tuổi tác của ba cô, lại căn cứ vào địa phương, tôi cũng có thể nghĩ đến là thuộc sư đoàn nào. Bác Giang, à không, thưa ba. Chàng Nát Thần gọi chữ này thật không được tự nhiên, nhưng vẫn phải miễn cưỡng gọi. Bà cũng từng đi lính à? Một thường nhân người đầy mùi tiền như tôi thì làm gì từng đi lính? Ông Giang lại mỉm cười. Chỉ là có quan hệ khá tốt với vài sư đoàn ở Bắc Kinh thôi. Chàng Nãn Thần phát hiện lúc ông cười lên trông cũng rất hiền. Ba con chỉ là một quân nhân xuất thân bình thường thôi ạ. À? Cô khiêm tốn nói. Tên của ba cô là gì? Ông Giang nhẹ nhàng hỏi. Chàng Nãn Thần trả lời. Dạ, là chàng Quốc Lỗi. Chàng Quốc Lỗi à? Hình như tôi từng nghe qua cái tên này ở đâu đó. Ông Giang nhấp ngụm rượu, ra vẻ trầm tư, hồi lâu sau bỗng nhiên nhớ ra. Bà cô có phải người quân nhân nằm đó chủ động xin ở lại cổ trấn không về Bắc Kinh không? Từng lập được vài chiến công hạng nhất. Dạ, bà con đúng là chủ động ở lại cổ trấn, nhưng có lập công hay không thì con không biết. Cô chưa từng nghe cô bà cô nhắc đến. Năm đó, người mà quân khu Bắc Kinh họp thảo luận chắc chắn là bà cô rồi, là nòng cốt của đội, nhưng lại sống chết không chịu về Bắc Kinh. Ông Giang cười hà hà, chàng Nói Thần ngần người. Bà biết bà con à? Chưa từng gặp bà cô, nhưng có nghe qua sự tích của ông ấy. Ông Giang cười nhẹ. Năm đó, tôi vẫn còn đang làm đầu tư ở quốc nội, thường xuyên tụ họp với vài sĩ quan thân thiết, cũng thuận tiện nghe nói chuyện của bà cô. Chuyện trên đời này đúng là rất khéo. Giang Mặc Viễn nãy giờ ngồi một bên im lặng ăn cơm, nghe thế vậy, bèn ngẩng lên nhìn bà ảnh một cái hơi đăm chiêu. Chàng Nõn Thần thì hết sức kinh ngạc, lặng lẽ quan sát ông Giang. Tuy lời mới vừa rồi của ông nhẹ nhàng như gió, nhưng lại để lộ một thông tin quan trọng.
Tuy rằng cô không biết rõ tình hình lúc bà cô tham gia quân ngũ, nhưng hiểu được sư đoàn của bà cô là đơn vị quan trọng của quốc gia. Có thể gặp gỡ sĩ quan, thậm chí lấy đề tài nội bộ để tán gẫu, chắc là thân đến nỗi không thể thân hơn. Còn nữa, sĩ quan ông Giang quen biết nhất định xuất thân không thấp. Cứ suy nghĩ theo hướng này, không khó tưởng tượng được ông Giang có một vị trí hết sức quan trọng trong mắt quân đội và chính quyền. Trước kia cô từng nghe bà cô nhắc đến, nếu bà cô không một mực ở lại cổ trấn thì hiện giờ ít nhất có thể ngồi vào vị trí đoàn trưởng. Bà cô có thể ngồi được vào vị trí này, có thể nghĩ lãnh đạo của ông chức vụ cao đến cỡ nào. Quan trọng hơn chính là ông Giang có nhắc đến đầu tư quốc nội. Chàng Loan Thần rụng nhìn rồi lại nhìn, đầu óc không ngừng kết hợp những thông tin ông vô cùng tiết lộ nãy giờ cùng với ấn tượng về ông. Hơn nữa, càng nhìn cô lại càng thấy quen. Rốt cục là đã từng nhìn thấy ở đâu nhỉ? Cô chắc chắn mình đã từng nhìn thấy ông ở đâu đó rồi. Bà vẫn còn làm đầu tư ở quốc nội à? Chàng Loan Thần bất giác hỏi. Ông Giang hơi nhướng mày. Hiện giờ già rồi nên không làm nữa, nhưng Mạc Viễn lại kế thừa điểm ấy của tôi, còn nó tôi cũng có thể yên tâm dưỡng già, bằng không Giang Phong tôi chẳng phải là mệt chết rồi ư? Giang Phong. Chàng Loan Thần đột nhiên mở to mắt kinh ngạc cao giọng. Bà nói bà tên là Giang Phong, chính là Giang Phong. So với sự kinh ngạc quá mức của cô, ông Giang có vẻ ung dung, cầm ly rượu nhấp một ngụm. Tôi chính là Giang Phong. Sao nào, cô biết tôi à? Dạ dạ, có từng nghe qua tiếng tăm của bà. Chàng Loan Thần hưng phấn đến độ nói tăng có chút lộn xộn, tay cầm muỗng siết chặt kịch động nói. Còn không ngờ, bà chính là ông trùm thương nghiệp Giang Phong trong truyền thuyết, từng sáng tạo ra thị trường tư bản. Bà chẳng những là thương gia nổi tiếng, còn là nhà tư bản Hoa Kiều nhất nhì. Con từng xem qua những siêu tầm của bà về giới truyền thông. Chương 12. Trừng phạt. Giang Phong, bàn tay thần của thị trường vốn Trung Quốc thời kỳ đầu, những năm đầu tư đất đai địa ốc đang nổi nóng hổi. Tầm nhìn tổng thể đầu tư của ông đã vượt trội hơn người, từ các hạng mục kiếm tiền đến vận hành tài chính. Trong quá trình mua bán đến đầu tư, ông nhận được danh hiệu trùm thương hiệp. Lúc thị trường Trung Quốc xuất hiện thời kỳ ảm đạm, ông đã tận dụng khả năng lôi kéo của chính mình, kích hoạt thị trường vốn Trung Quốc. Hơn nữa, cũng nhiều ngân hàng mô hình lớn giành được hợp tác mang tính chiến lược. Điều này cũng là một bước cực kỳ quan trọng để ông có thể tiến quân vào ngành ngân hàng mới nổi lên này. Nghe nói, ông có am hiểu rất sâu về phương pháp trong thương nghiệp, được xưng tụng là thiên tài, vì ông chẳng những tinh thông thị trường vận hành vốn, còn có những cách thức độc đáo để đưa tiền tệ vào kinh doanh. Nghiên cứu về tiền tệ, nếu không phải là thiên tài, không chuyên nghiệp, thì không thể làm được. Cho dù nắm được thị trường Trung Quốc hôm nay, lại không có thành lập tiền đồ tổ, tiền nghiên cứu và nhân sĩ chuyên nghiệp có chuyên môn đến vận hành. Có thể nghĩ năm đó, tầm ảnh hưởng của Giang Phong không thua gì phố khoan với nước Mỹ. Sau đó, Giang Phong bắt đầu phóng tầm nhìn vào ngoại tệ. Theo mở rộng biên giới, khi văn hóa kinh tế nước ngoài xâm nhập vào Trung Quốc ngày càng nhiều, ông đang nắm giữ tài sản trong nước, sau lại chuyển tài sản ra nước ngoài. Trải qua đầu tư, hội nhập và triển khai hoàn toàn tốt đẹp của đội ngũ chuyên nghiệp, giá trị con người của Giang Phong cũng càng lúc càng cao. Cho đến khi ông đi di dân ra nước ngoài, trong nước liền có rất ít tin tức về ông. Nhưng sự tích về Giang Phong luôn được xem như kiểu mẫu thương nghiệp, thường xuất hiện trong các tọa đàm thương mại, thậm chí còn xuất hiện trong giảng đường đại học. Những chuyện liên quan đến ông, Trang Lát Thần đều biết thông qua trên mạng cùng tạp chí siêu tầm. Lúc ấy, cô còn nhớ phóng viên từng hỏi tại sao ông lại di dân sang nước ngoài. Câu trả lời của ông rất đơn giản, vì vợ ông không thể về nước. Câu trả lời của ông hiển nhiên đã làm chấn động giới thương mại. Giang Phong tiếng tăm lừng lẫy, đúng là trung tình, vì một người phụ nữ mà tình nguyện vứt bỏ sự phát triển tốt đẹp ở quốc nội. Thế nhưng, bên ngoài cũng có lời đồn, Giang Phong có ngân hàng tư sản đặt tại trung tâm Zurich, phụ trách tài chính nổi tiếng của Thụy Sĩ. Theo như hiện giờ xem ra, việc cuối cùng ông cuối cùng chọn định cư ở Zurich là có nguyên nhân.
Chàng Lãng Thần cũng thoáng hiểu được nguyên nhân Giang Phong có quan hệ tốt với chính khách. Một ông trùm đứng tên đỉnh tài như thế, mảng lưới giáo hiệp đương nhiên là phủ rộng khắp nơi, không nên nói lên trời xuống đất, nhưng ít ra cũng có thể phủ sóng bốn phương. Cách làm của Giang Mặc Viễn cũng không khác gì Giang Phong. Cô cũng không vì chuyện anh có thể mua được căn tứ hợp viện kia mà cảm thấy ngạc nhiên nữa. Có lẽ mua được chỉ bằng một câu nói mà thôi. Hai người đàn ông trước mặt này đều là những ông trùm trên thị trường vận hành vốn, đều ngồi trước mặt cô dùng cơm. Nhất thời chàng Lãng Thần có chút vừa mừng vừa lo. Có lẽ Giang Phong không ngờ cô lại biết về ông như vậy, nhếch mì. Không ngờ một cô gái trẻ lại thích xem tin tức tài chính kinh tế. Chỉ là cần cho công việc của con mà thôi. Chàng Lãng Thần nhìn Giang Phong, trong mắt lộ vẻ kính nể. Không đơn giản là kính nể năng lực của ông, mà còn kính nể sự yêu thương mà ông dành cho vợ mình. Nghĩ đến người thiếu phụ vừa nãy, một người phụ nữ xinh đẹp, ưu tú như thế, quả thật có thể khiến ông trùm tư bản này điên cuồng. Thế nhưng, sự bài xích của bà đối với cô quá mức rõ ràng. Chàng Lãng Thần nhất thời không thể đánh giá chính xác toàn bộ những điều có liên quan đến bà. Nói thật, cô thậm chí bắt đầu cảm thấy nhà họ Giang này có chút kỳ quái. Theo lý thuyết, một cặp vợ chồng ân ái như thế thì bầu không khí gia đình nhất định sẽ rất hòa hợp và yên bình. Nhưng cô lại nhìn ra được cả Giang Mặc Viễn cũng không muốn về nhà. Anh cũng tỏ ra xa cách và dè dặt với bà mẹ mình. Nhưng mà đổi lại là cô cũng sẽ có cảm giác này. Căn nhà to lớn, tài sản dư giả cũng vô dụng, không có mái nhà ấm cúng che lại, có chút cảm giác sống không bằng chết. Rốt cục, cô cũng hiểu tại sao Giang Mặc Viễn lại thích cổ trấn. Nhà cô tuy rằng không giàu có, nhưng lại rất ấm cúng. Người dân cổ trấn thật thà chất phác, mượn lần này mà nói, Giang Mặc Viễn chỉ ở cổ trấn có 2 ngày mà đã thân thiết với hàng xóm. Thậm chí, mấy anh bạn nhỏ trong cổ trấn cũng thích tìm anh đi chơi. Thấy lúc anh rất vui vẻ, chứ không phải lặng lẽ như bây giờ. Ở trên mặt anh, cô không thấy chút vui vẻ nào. Đối với câu trả lời của chàng Mạn Thần, Giang Phong không đáp lại nhiều, chỉ nhẹ nhàng nói. Có thể nhìn ra được, cô chàng là người chỉ dùng trái tim để làm việc. Chỉ tiếc... Một câu nói bỏ ngỏ, trái tim chàng Mạn Thần cũng thót lai theo. Giang Mặc Viễn bên cạnh ngược lại vẫn lạnh thình như cũ. Cả ba người rời vào im lặng, thời gian không ngắn không dài, lại dày vò người khác. Giang Phong uống sạch hớp rượu cuối cùng trong ly xong, đặt ly xuống. Lúc này đây, ánh mắt ông trực tiếp dừng trên người Giang Mặc Viễn. Sao nào, chút thời gian dùng cơm như vậy, có thay đổi chủ ý hay không? Chàng Lãng Thần ngạc nhiên, quay qua nhìn Giang Mặc Viễn. Hai cha con này đang nói gì vậy? Cái gì mà chút thời gian dùng cơm, thay đổi ý nghĩ? Ông ấy bảo Giang Mặc Viễn thay đổi chú ý gì? Giang Mặc Viễn vẫn luôn giữ im lặng, cuối cùng cũng dừng lại động tác ăn cơm, buông bộ đồ ăn xuống, cầm lấy khăn ăn tào nhã lau khóe miệng, lại đặt xuống. Toàn bộ động tác không nhanh không chậm, trên mặt cũng bình thản như không. Bà, con sẽ không thay đổi chú ý. Dừng mắt lần nữa, trong mắt thầm thúy. Chàng Lãng Thần nhìn gương mặt nghiêng của Giang Mặc Viễn, lại nhìn gương mặt lạnh lùng ý như vậy của Giang Phong. Tại sao hai người họ càng bình thản như không thì trong lòng cô lại càng khẩn trương sợ hãi? Đây là lời thề do chính anh lập ra, anh muốn phá bỏ nó sao? Giang Phong nhếch mày. Phải, Giang Mặc Viễn thản nhiên nói. Bụp, Giang Phong đột nhiên vỗ mạnh xuống bàn, vẻ mặt nghiêm túc. Tôi hỏi anh lại lần cuối cùng, là ly hôn hay nhận hình phạt? Chàng Lãng Thần bỗng dừng mở to hai mắt, cô nghĩ cuộc nói chuyện cởi mở vừa nãy đã có thể khiến Giang Phong thay đổi cách nhìn. Không ngờ vẫn vô dụng, tại sao lại như vậy, cô đã làm gì khiến cho người nhà họ Giang bài xích cổ đến thế? Giang Mặc Viễn đứng lên, sống lưng thẳng tắp, lộ vẻ kiên quyết, đối diện với Giang Phong nhấn mạnh từng chữ. Còn tiếp nhận hình phạt. Đầu chân mày Giang Phong khẽ nhíu chặt, sắc mặt càng xa xăm. Chàng Lãng Thần nghe mà điếng đồn, vội vàng đứng lên kéo Giang Mặc Viễn. Còn chưa kịp nói gì, Giang Mặc Viễn đã kéo ôm vai cô, cúi đầu hôn nhẹ lên trán cô, khẽ nói. Không sao đâu, em đừng sợ. Giang Mặc Viễn, ngoan ngoãn ở đây chờ anh. Giang Mặc Viễn không cho cô nhiều thời gian để suy nghĩ, xoay người rời khỏi phòng ăn. Giang Phong im lặng trong chốc lát, cũng đi theo ra ngoài.
Phòng ăn chỉ còn lại chàng Nó Thần, bộ đồ ăn va chạm nhẹ cũng có thể phát ra tiếng vang lớn. Cô bắt đầu đứng ngồi không yên, nghĩ đến Giảng Mạc Viễn quyết định nhận trừng phạt. Tại sao anh lại nhận trừng phạt chứ? Anh phải nhận hình phạt thế nào? Càng nghĩ càng lo lắng, nhất là lúc ánh mắt Giang Phong nhìn Giảng Mạc Viễn. Nghĩ vậy, chàng Nhãn Thuần rốt cục cũng không kiềm chế được nữa, đứng dậy chạy ra khỏi phòng ăn. Biệt thự to lớn như vậy, khắp nơi đều đầy giấy kỳ lạ. Tất cả người làm đằng hốt hoảng, cổ thấy mà kinh hãi, vội kéo một trong số đó lại, sốt ruột hỏi han. Xảy ra chuyện gì? Giang Mạc Viễn đâu? Người hầu đương nhiên nghe không hiểu cô đang nói gì, hoảng loạn chỉ ra bề ngoài không biết nói xí số xí xào gì nữa. Chàng Nhãn Thuần thấy vậy đành buông tay, lại nhìn thấy tất cả người hầu đều chạy hết ra bên ngoài, lòng dạ cũng thót lại, cũng chạy theo họ ra bên ngoài. Người hầu đương nhiên nghe không hiểu cô đang nói gì. Ra tới sân, chàng Nhãn Thuần bị cảnh tượng trước mắt làm cho hoảng sợ, hai chân nhũn ra suýt nữa té xuống đất. Trên mặt sân đá cuội, Giang Mạc Viễn đang quỳ gối dưới đất, áo vest trên người cũng cởi ra ném sang một bên. Thời tiết lạnh thấu xương mà anh chỉ mặc độc một chiếc áo sơ mi đen. Chiếc quần tây phẳng phiu chấm xuống mặt đá cuội, anh cứ như vậy mà quỳ ở đó để mặc gió lạnh ngấm vào người. Điều càng làm chàng Nhãn Thuần khiếp sợ chính là dọc hai bên đường đá cuội ấy có chừng mười mấy bảo vệ dàn hàng trái phải. Bọn họ ai nấy đều lực lưỡng, cầm trong tay cây gậy gỗ thô dài, biểu hiện trên mặt đều rất hở hứng. Giang Phong đứng trước mặt bậc thềm, từ trên cao nhìn xuống cảnh tượng kia, vẻ mặt cũng lãnh đạm. Chàng Nhãn Thuần chưa từng thấy qua cảnh tượng thế này, một linh cảm xấu bắt đầu lượn lờ quanh đỉnh đầu cô. Cô muốn gạt đám đông ra để xông lên trước, lại bị một sức mạnh giữ chặt lại. Xoay đầu thế là Pori, ba cái đàng liều mạng lắc đầu với cô, ý bảo cô đừng tiến lên. Thả ra. Chàng Nhãn Thuần càng nhìn càng cảm thấy cảnh tượng này quá đáng sợ, hướng về phía cách đó không xa, kêu lên một tiếng. Giảng Mạc Viễn. Tất cả mọi người đều nhìn về phía này. Giang Phong nhìn cô một cái, sau đó lại không nói gì. Giảng Mạc Viễn thấy cô đến thì đôi mày đột nhiên nhíu chặt, nhìn về hướng cô khẽ quát. Pori, đưa cô ấy vào nhà. Pori liều mạng lôi kéo chàng Nhãn Thuần. Mặc dù cô không hiểu anh la lên cái gì với Pori, nhưng cũng đoán ra được 8-9 phần. Tay còn lại chụp mạnh tay Pori, giọng nói run rẩy. Nói cho cháu biết, rốt cục họ muốn làm gì, sao Giảng Mạc Viễn lại quỳ ở đó, nói cho cháu biết. Pori vẫn lắc đầu quầy quậy, dùng một thứ tiếng Anh rất sẹo để trả lời. Cậu chủ bảo tôi đưa cô vào nhà, cô đừng làm khó tôi nữa. Pori, van xin bác. Chàng Nhãn Thuần khẩn khoản, đè nén sợ hãi trong lòng xuống. Pori nhìn ra cách đó không xa, lại thấy chàng Nhãn Thuần ăn nói khép nép đành phải trả lời. Mạc Viễn, cậu ấy phải nhận hình phạt. Cô có thấy mấy bảo vệ cầm cây gỗ kia không? Bọn họ phải đánh khoảng 100 gậy lên người Giảng Mạc Viễn. Một hàng 10 người, tổng cộng 2 hàng. Cái gì? Toàn thân chàng Nhãn Thuần lạnh run. Thời đại nào rồi, sao còn có hành vi tàn nhẫn như thế? Tại sao lại vậy? Chẳng lẽ bởi vì cháu? Cô nhớ đến câu hỏi của Giang Phong hỏi Giảng Mạc Viễn là lựa chọn ly hôn hay nhận trừng phạt. Vẻ mặt Pori khó xử. Nói mau đi. Cô nóng nảy, Pori hít sâu vào. Nếu Mạc Viễn cố tình không ly hôn với cô sẽ phải nhận hình phạt này, trừ vì giữa chừng cậu ấy thay đổi chủ ý. Hoàng đường, sao có thể như vậy? Chàng Nhãn Thuần nghe trái tim mình co rút. Cháu sẽ không để người làm vậy, anh ấy sẽ chết mất. Pori lại một phen túm lấy cô, lắc đầu với cô. Đây là lời thề do chính cậu chủ lập lên. Cậu ấy muốn cưới cô vào cửa nhất định phải chịu như vậy. Nhà họ Giang tuy rằng định cư ở nước ngoài đã lâu, nhưng có rất nhiều quy tắc vẫn tiếp tục kéo dài đến nay. Năm đó, ông chủ vì bà chủ mới rời xa quê hương cũng đã phải nhận lấy hình phạt này. Không. Chàng Nhãn Thuần nhìn gậy gỗ trong tay những bảo vệ kia, người nào người nấy đều là người châu Âu với bắp tay to khỏe, cánh tay tráng kiện. Đừng nói mỗi người đánh 100 gậy, chỉ cần mỗi người đánh 100 gậy thôi cũng đã khó tưởng tượng ra rồi. Càng miễn bàn đến chuyện 20 người, mỗi người đều phải đánh 100 gậy. Đang lúc sợ hãi, chỉ thấy có hai người làm thân thể cường tráng tiến lên, bừng một thùng nước đầy, sau khi đi đến trước mặt Giảng Mạc Viễn thì nâng lên cao rồi xối xuống. Nước pha lẫn nước đá đổ từ trên đầu xuống, sau đó lại thêm một thùng. Toàn thân Giảng Mạc Viễn ướt sũng, áo sơ mi đen cũng quần tây cùng màu ướt đến nỗi dính sát vào người.
không. Chàng Loan Thuần cố sống cố chết muốn thoát ra khỏi chạy đến đó. Cô không thể trơ mắt nhìn Giang Mặc Viễn chịu hình phạt này. Paris lại kiềm chặt cô, hướng về phía cô liều mạng lắc đầu. Có lỗi phải bị phạt, đây là quy tắc tổ tiên của nhà họ Giang lưu lại cho đời sau. Cô không thể đến đó, ngộ nhớ cô bị thương, cậu chủ nhất định sẽ liều mạng với ông chủ. Giang Mặc Viễn, anh ấy sẽ chết mất, cứ đánh như vậy thì anh ấy sẽ chết mất. Chàng Loạn Thuần gấp đến độ bật khóc, hất tay Paris ra. Cô đã làm liên lụy đến hạnh phúc của Giang Mặc Viễn, tuyệt đối không thể lại trơ mắt nhìn anh nhận hình phạt tàn khốc này. Giang Phong lại loại người có thể tạ nhẫn tâm nhìn con trai mình đánh gánh chịu khống khổ như thế này sao? Cách đó không xa, Giang Mặc Viễn nhìn về bên này gầm nhẹ một câu. Ngày sau đó, có hai gã người làm xông lên vây lấy cô, lôi kéo không cho cô tiến lên. Đám đông ai cũng cúi đầu khiếp sợ, nhìn ra được tất cả mọi người đều trong trạng thái kinh hoàng. Giang Phong làm như không nhìn thấy chàng Loạn Thuần, ánh mắt âm trầm lạnh lẽo nhìn đứa con trai quỳ trên đất, gằn từng chữ một. Bây giờ anh hối vẫn còn kịp. Giang Mặc Viễn từ từ ngẩng lên, khóe môi cong lên. Năm đó, có phải ông nội cũng hỏi bà câu hỏi tương tự không? Bà có từng hối hận đã cưới mẹ không? Giang Phong nhíu mày. Tôi với anh, tính chất khác nhau. Con biết là con phạm lỗi thì con sẽ gánh vác. Giang Mặc Viễn cười ảm đạm. Nếu con đã dám cưới cô ấy thì con đã chuẩn bị xong chuyện phải nhận hình phạt rồi. Có thể anh sẽ bị đánh chết. Giang Phong nghiến răng, đáy mắt hiện lên đau đớn. Đây là lời thề lúc trước con lập ra. Nếu đã không giữ được lời hứa, con cam tâm tình nguyện nhận lấy hậu quả. Giang Mặc Viễn nhấn mạnh từng chữ. Con hy vọng ba đừng làm khó dễ Noãn Noãn. Đến nước này mà anh vẫn còn bảo vệ cô ta. Giang Phong nhăn mặt nhíu mày, có chút tức giận. Anh ngay cả bản thân mình còn khó giữ. Bởi vì cô ấy là vợ con. Trên mặt Giang Mặc Viễn luôn giữ vẻ bình tĩnh lạnh nhạt. Giang Phong siết chặt nắm tay, bất giác ngẩng đầu nhìn lên. Giang Mặc Viễn cũng thuận thế nhìn qua, bên cạnh bệ cửa sổ ở tầng 2, trên mặt người thiếu phụ xinh đẹp cũng lộ vẻ bi thương, nước mắt đã sớm ướt đẫm mặt. Còn có ho... Ánh mắt anh tràn ngập đau đớn, ánh mắt lần nữa rơi vào Giang Phong. Từ trước đến giờ, con chưa từng nói xin lỗi mẹ. Xin bà hãy truyền lời với mẹ rằng, con xin lỗi mẹ, con cũng có lỗi với bà. Ngón tay Giang Phong hơi run lên, dường như đang cố gắng chịu đựng điều gì đó. Bàn tay to siết chặt, gần máu trên mu bàn tay gần như muốn nứt ra. Thật lâu sau, ông quát một tiếng với người làm. Đánh! Những người hầu vây xem khác cũng kêu lên sợ hãi. Đối thoại vừa rồi của Giang Phong và Giang Mặc Viễn cô nghe được rất rõ. Sự khiếp sợ nơi đáy lòng đã sớm như sóng lớn bao trùm lấy cô, rồi lại nghe Giang Phong ra lệnh thì cơ thể mềm nhũn đi suýt nữa ngất lim. Cô thấy một bảo vệ trong số đó tiến lên trước, giơ cao gậy gỗ giáng mạnh xuống lưng Giang Mặc Viễn. Giang Mặc Viễn hự lên một tiếng, đột ngột chịu cú đánh như thế, nhưng mày cũng không nhíu lại chút nào. Nhưng cú đánh này lại như đánh vào lòng chàng Loạn Thần, nhất thời rách toạc ra một lỗ hổng. Rốt cục cô cũng có thể hiểu tại sao vừa nãy những người đó lại phải dối nước lên người anh. Bởi vì đau đớn sẽ được cảm nhận một cách sâu sắc hơn. Thả ra, các người thả ra tô cho tôi. Cô sắp phát điên rồi, liều mạng vùng vẫy. Nhưng cô quá nhỏ nhắn, những người làm cố định cô đều là người to khỏe. Cô đều hết sức dãy giụa ra không được. Chỉ có thể trơ mắt nhìn người nọ giờ gậy gỗ từng cú đánh vào trên người Giang Mặc Viễn. Mỗi một gậy đều sử dụng hết sức mạnh toàn thân. Thả ra, các người thả ra cho tôi. Cô sắp phát điên rồi. Rắc một tiếng, gậy gỗ trong tay người nọ đánh đến đứt toạt. Thân hình cao lớn của Giang Mặc Viễn này lên một cái, hai tay chống bộp xuống mặt đất lạnh lẽo, vẫn còn đang gắng gượng quỳ gối tại chỗ không nhúc nhích. Nhưng rất rõ ràng, sắc mặt của anh rất khó coi. Anh! Giang Phong chỉ vào người thứ hai, đánh tiếp. Người bảo vệ thứ hai tiến lên, cây gậy mới nện mạnh xuống người Giang Mặc Viễn. Máu thấm ướt áo sơ mi của Giang Mặc Viễn lại theo mồ hôi chảy xuống, nhiễm đỏ cả mặt đá cuội trắng toát. Đủ rồi! Chàng Loạn Thuần gần như phát điên, cắn mạnh vào tay người làm đang giữ chặt lấy cô. Người đó đau đến nỗi kêu lên, cô dùng hoàn toàn sức lực đẩy mạnh đám đông ra, chạy về phía Giang Mặc Viễn. Gậy gỗ của người bảo vệ nọ vẫn liên tục chua xuống,
chàng lãng thần không chút nghĩ ngợi ôm chầm lấy giàng Mạc Viễn. Một cơn đau kéo đến, cô suýt nữa không chịu nổi mà ngất đi. Gậy gỗ đánh thẳng vào người cô đau đến chóc da chóc thịt. Giàng phòng sửng sốt, mọi người cũng theo đó mà hét lên. Người bảo vệ cầm gậy gỗ cũng ngẩn người. Lúc này Giàng Mạc Viễn mới ý thức được là chàng Loan Thuần ôm lấy mình, gầm lên một tiếng, theo đó mà loạng choạng đứng dậy, bàn tay to lớn chộp lên lấy tên bảo vệ nọ, tàn nhẫn đấm mạnh vào hắn. Người đó giống lên một tiếng thảm thiết, cơ thể bay ra ngoài, miệng đầy máu. Giàng Mạc Viễn như đổi điên, tiếp theo lại chạy qua nhặt lấy gậy gỗ trên mặt đất đánh túi bụi vào người bảo vệ nọ. Mạc Viễn. Chàng Loan Thuần nằm dưới mặt đá cuội lạnh, gian nàn gọi ảnh một tiếng. Trong đầu lờ đãng nhớ đến là đầu thờ Trình Tiết ở cổ trấn. Không ngờ rằng ở châu Âu xa xôi này cũng có thể kế thừa nỗi đau dưới chế độ cũ này. Nhưng mà cô cũng thật khâm phục bản thân, lúc này lại có thể thấy thất thần như vậy. Chỉ là, như lời Pori nói, bộ dạng nội điền của Giàng Mạc Viễn khiến cô cảm động. Giàng Mạc Viễn sau khi nghe cô gọi để lém cây gậy gỗ đi, vọt đến chỗ ngô. Cố gắng ôm lấy cô để nén cơn đau thể xác, quát khẽ. Em là ngu hay ngốc vậy? Ai bảo em sống đến? Gương mặt anh đỏ lên vì phẫn nộ như một con sói. Chàng Loạn Thần ngẩng đầu nhìn anh, nhìn rồi lại nhìn, khóe mắt cổ cũng đỏ theo, đưa tay chạm nhẹ vào đầu vai anh. Khi anh giơ tay ra phát hiện dính đầy máu, lòng cô đã giờ đầy đau đớn đến cực hạn, giọng nói nghẹn ngào. Vậy anh là ngu hay ngốc đây? Cô không đáng để anh phải làm như vậy. Quay vào nhà đi. Giàng Mạc Viễn không trả lời cô, ôm cổ khẽ nói. Chàng Loạn Thần lắc đầu, cô cảm nhận được anh đã yếu sức rồi. Nếu như đánh tiếp, anh nhất định sẽ chết. Cô nghĩ vốn dĩ trên đời này sẽ không có cha mẹ nhẫn tâm đâu. Hôm nay, hành vi của nhà họ Giàng đã hoàn toàn phá vỡ suy nghĩ của cô. Gian nan đứng dậy, cô bước từng bước đến cuối con đường đầy đá cuội. Cơn đau bỏng rát nơi chai chân khiến cô mềm nhũn quỳ xuống. Cô ngẩng đầu yếu ớt nhìn Giàng Phong, nói rõ từng chữ một. Con sẽ ly hôn với Giàng Mạc Viễn, đừng đánh anh ấy nữa. Ánh mắt Giàng Phong kinh ngạc, lờ đãng xoay qua chút cảm thông. Giàng Mạc Viễn lại đảo đảo bước tới đến, một tay kéo cô dậy ôm vào lòng. Ở đây không có chuyện ẹ của em, đừng nói bậy. Giàng Mạc Viễn. Chàng Loạn Thần. Anh đột ngột rào giọng, ánh mắt chịu đựng đau đớn xẹt qua vẻ nghiêm túc. Em nghe rõ cho anh sẽ không ly hôn với em là vợ anh, suốt đời này đều là vợ anh. Chàng Loạn Thần nhìn anh, nước mắt đong đầy trong mắt, nhẹ nhàng lắc đầu lệ tràn. Không đáng đâu. Anh nói đáng là đáng. Giàng Mạc Viễn yếu ớt ôm lấy cô, nước mắt làm nhòe tầm mắt cô, một cảm giác như tê tâm liệt phế, mùi máu tươi tràn ngập quanh cô đang nhấn chìm cô. Cô chưa từng có cảm giác đau đớn đến vậy, đau như ngũ phủ phanh thây. Giàng Mạc Viễn mỉm cười suy yếu, khi chuyển mắt về phía Giàng Phòng lại biến thành kiên nghị, lần nữa chậm rãi quỳ xuống. Tiếp tục đi, con sẽ không ly hôn. Giàng Phòng quan sát anh. Tội tình gì chứ? Giàng Mạc Viễn nhắm mắt lại, không nói lên gì. Chàng Loạn Thuần sau khi thấy thế cũng trực tiếp quỳ xuống. Loạn Loạn. Giàng Mạc Viễn cả kinh. Chàng Loạn Thuần ngước lên nhìn về phía Giàng Phòng nhẹ nhàng nói. Nếu phải nhận lấy hình phạt, có tình nguyện nhận cùng ảnh ấy. Loạn Loạn, đừng nói bậy. Giàng Mạc Viễn đưa tay giữ chặt cô. Chàng Loạn Thuần nhìn ảnh mỉm cười, những người đứng xung quanh bắt đầu xôn xao. Giàng Phòng híp mắt. Chỉ bằng một con nhóc như cô, tôi và mẹ của Mạc Viễn chưa từng thừa nhận cô là người của nhà họ Giàng. Cho nên, dù là bị phạt, cô cũng không có tư cách. Con và Giàng Mạc Viễn là vợ hầu chồng hợp pháp, con chỉ biết anh ấy là chồng con là vợ của anh ấy. Nếu chồng con tình nguyện bị phạt, cũng không chịu ly hôn, vậy thì con sẵn lòng bị trừng phạt cùng anh ấy. Ánh mắt Chàng Loạn Thuần kiên định, từng chữ từ như châu như ngọc. Nhưng mà, con thực sự rất muốn biết, có thật là bà mẹ sẽ trở mắt nhìn con trai của mình chết không? Cô... Giàng Phòng bị cô nói đến không trả lời được, nhìn cô trần trối. Cô không hề thu mắt về, trước sau luôn quật cường đối diện với ông. Xung quanh lưu động dòng khí của sự bất an, cho đến khi... Cô đã muốn bị phạt theo. Được thôi, vậy cho cô tọa nguyện. Trong đám đông vang lên một tiếng nhỏ, dịu dàng nhưng rất lạnh.
Cô theo tiếng nhìn qua, đúng là cha mẹ của Giang Mặc Viễn, người phụ nữ sang trọng đẹp đẽ, nói lằng cẩn trọng kia. Thì đến bên cạnh Giang Phong, cô từ trên cao nhìn xuống hai người nọ. Khi ánh mắt dừng ở trên người Giang Mặc Viễn là đau lòng, thì lúc quét về phía Tràng Lãng Thần lại là lạnh băng khiến người ta phải sợ hãi. Mẹ, nếu mẹ không muốn con và mẹ oán hận lẫn nhau, thì tốt nhất hãy thu hồi lời vừa nói vừa rồi. Giang Mặc Viễn lên tiếng, ánh mắt lạnh lùng. Cơ mặt xinh đẹp của bà Giang khẽ run rẩy, ánh mắt chuyển thành đau lòng. Mặc Viễn, con đang uy hiếp mẹ ư? Giang Mặc Viễn nhìn bà. Không, chỉ là con giống như bà năm đó, đang bảo vệ vợ mình. Còn... Bà Giang tức giận chỉ vào anh, toàn thân phát run. Con sao giống bà còn được, bà còn từng làm cái chuyện đại nghịch bất đạo như con sao? Nó... Mẹ! Giang Mặc Viễn lạnh nhạt lên tiếng cắt ngang lời bà, cằn từng chữ. Cô ấy là Tràng Loạn Thần, vợ con, điều này đã là sự thật không thể thay đổi được. Nói xong thì anh nhìn về phía Giang Vương. Bà, con tình nguyện tiếp tục nhận hình phạt. Không được. Tràng Loạn Thần siết chặt tay lại, nhìn anh chăm chăm ông bà Dương. Con không biết rốt cuộc con phạm sai lầm gì làm cho ba mẹ không vui. Con chỉ biết nếu ba mẹ đánh nữa chồng con sẽ mất mạng. Ba mẹ không thừa nhận con cũng chẳng sao cả. Nhưng Bạc Viễn là của con, của ba mẹ. Sao ba mẹ có thể nhẫn tâm như vậy chứ? Chỗ này có phần của cô nói chuyện sao? Ánh mắt bà Giang lạnh lẽo như băng. Có chứ. Tràng Lãng Thần cố nén sợ hãi đối diện với bà. Anh ấy là chồng con có tư cách nói chuyện như vậy. Bà Giang kinh hạc hô lên. Noãn Noãn. Lòng Giang Mặc Viễn sinh động, kéo cô vào lòng. Giờ khắc này cho dù chết cũng đáng giá. Giang Phong vẫn im lặng nhìn Giang Mặc Viễn đột nhiên hỏi. Anh đúng là thật sự yêu nó, yêu đến bất chấp tất cả. Cơ thể Giang Mặc Viễn hơi sững ra. Những lời này xót vào tai cô, nhưng của Tràng Loạn Thần cũng khiến cô ngẩn người. Cô vô thức ngước mắt nhìn anh. Ánh mắt anh hiện lên vẻ xúc động cúi đầu nhìn cô, hình như cũng mang theo chút tự hỏi. Sau một lúc lâu, anh lại ngẩng đầu lần nữa đối diện với Giang Phong, ánh mắt đã sớm chắc chắn. Phải... Hết tập 31. Xin cảm ơn các bạn đã chú ý lắng nghe. Để ủng hộ kênh, các bạn vui lòng like, comment và share video, subscribe để cập nhật các tập tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại.